Hai mọi người, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề hạ phục. Đầu tiên là hạ phục để làm gì, ai cần phải hạ phục, có mấy cách hạ phục, và cuối cùng là mình sẽ đưa ra lời khuyên cho những bạn nào muốn hạ phục. Đây là dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải nghiệm rồi, thì mình đã hạ phục trước và cả phục sau luôn. Như trường hợp của mình thì tại sao mình hạ phục, tại vì mình chống chân mình tới. Ok, còn những bạn nào mà muốn dán xe đẹp hay gì đó thì cũng có thể hạ phục, tùy theo cái sở thích của cá nhân mỗi người. Hôm nay đáng lẽ là ra ngoài trời quay cho nó đẹp mà mưa quá, ngoài mưa quá quay trong nhà luôn. Có những cách hạ phục nào thì theo mình đã từng hạ phục á, mình có hạ phục trước nè. Hạ phục trước thì đầu tiên là mình có hạ theo cách là ép cái lò xo ở phía trong, đây ép lại. Thì không phải là mình chọn cái đó, tại vì mình cũng ban đầu mình cũng không rầm, và mình đến thì mình thấy họ làm như vậy, mình thấy cũng thấy quảng cáo trên YouTube, thấy ok, mình đến làm thử. Mình cứ nghĩ là cắt cái phần ti thì mình làm như vậy thì nó ép cái lò xo lại, nó sẽ bị hơi bị cứng. Mình thì nhẹ có dưới 50 kg thôi, cho nên là cảm giác của mình sau khi hạ là hơi bị cứng, chạy rất là khó chịu. Và cái đèn khi mà buổi tối mở đèn thì nó còn chạy ngoài đường, cái đèn nó giật giật do là nó phục nó cứng. Chưa đến một tuần nữa là mình chịu hết nổi, sau đó mình đi phục hồi lại như bình thường. Sau đó mình có tìm hiểu là còn một cách hạ phục nữa, đó là hạ theo cái ti này nè, đẩy cái ti này lên. Dưới đây các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ lú lên một tí xíu. Cái này họ sẽ tiện một cái rãnh này, bắt con ốc này vô nè, thì cái này mình hạ là 2 cm thì nó lú lên khoảng nhiêu đây, 2 cm trở xuống thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần khi mà bạn nhúng á, nó sẽ không có ảnh hưởng đây. Còn nếu thêm nữa thì có khả năng là nó sẽ bị ảnh hưởng. Như thực tế mình thấy là nó nhúng lên cũng gần tới rồi, còn một xíu nữa. Thì cách hạ này thì nó rất là êm, giống như phục zin luôn, do là nó không có bị ép lò xo ở trong đây, nó chỉ là đẩy cái đó lên thôi. Tại nhà sản xuất họ cũng đã trừ hao cho mình rồi, còn mình hạ khoảng 2 cm, 1 cm, 1.5 cm á thì nó ok lắm. Rồi, đó là hai cách hạ phục trước. Và phục sau mình cũng có hạ luôn. Phục sau là ban đầu mình cũng hạ theo cái cách là cắt ti á, ép lại thì nó cứng vô cùng, cứng hơn cả phục trước nữa, chạy rất là khó chịu. Thì sau đó mình cũng tháo ra luôn, làm chung một ngày là chưa đến một tuần là mình tháo hai cái phục hạ luôn. Cái này hơi dơ, các bạn thông cảm nha. Sau đó thì mình đã thay lại cái cây RCB M2. Thì tại sao mình thay cái này, tại vì đó là nó thấp hơn cây zin, thấp hơn cây zin là 4 mm. Cái zin là 229 ly, còn cái này là 225 ly thôi. Và điều thứ hai nữa là cây này rẻ. Rồi, cây này có thể nói là cây chính hãng mà thuộc phân khúc rẻ nhất mình có thể chọn á, thì nhìn nó cũng ok lắm. Mình chả thấy là êm hơn zin tí xíu nha, nhưng mà ban đầu thấy nó cũng hơi khựng khựng không quen, chạy vài bữa thì nó sẽ quen lại. Thì cuối cùng là mình sẽ cho cái lời khuyên các bạn muốn hạ phục. Hạ phục thì như mình đã trải nghiệm, mình sẽ tìm hiểu cái chỗ hạ của mình á, cái chỗ mình muốn đến để làm á, là họ hạ theo cách nào. Nếu mà họ hạ theo cách mà là đẩy cái ti này lên á thì ok, nó giống như zin luôn, nhúng rất là êm. Còn cái cách mà ép lại thì mình nghĩ là nó cũng ok, nhưng mà đối với những cái bạn nào mà có khối lượng hơi nặng á, khoảng 70 kg đó, còn mình chỉ có dưới 50 thôi cho nên nó hơi bị cứng. Mà sau khi mình hạ là thấy chạy cảm giác rất là phê luôn, cái xe nó thấp xuống chạy nó đầm, nó cảm như nó bám xuống cái mặt đường luôn á, rất phê. Nếu các bạn thích thì nên trải nghiệm nha. Còn cái phục sau á thì có những cách như là bắt cái bắt hạ phục, thì mình nghe những bạn khác nói thì cái này nó cũng không có ok lắm. Cái đó là mình nghe thôi nha. Rồi còn cái cách là như mình là cắt ti, thì do mình là ban đầu mình có nói là mình bị nhẹ đó thì nó cũng không êm. Còn cách là mấy bạn gắn một cái phục khác, nhưng mà nó sẽ cái thông số nó sẽ ngắn hơn cái phục zin thì nó sẽ ok.
giống như mình đang xài thử cái cây M2 nè, thì ok, video hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Do là lúc đầu mình làm thì mình cũng có nghiên cứu xem trên YouTube này nọ, nhưng mà không có ai chia sẻ về những cái này hết, cho nên là mình đã bị sai lầm và tốn mớ tiền. Thì mình chia sẻ lại cho mấy bạn sau có ý định hạ phụ thì rút kinh nghiệm nha. Rồi ok, bye bye và hẹn gặp lại.